Rồi bác ơi, sáng nay mình lại tiếp tục nói sáng cho giấc này chưa rồi bác ơi. Chưa có chém cái đám này nữa, có nghĩa là cho nó mình lấy má chấm cỏ mình chém cho nó sát sát xuống dưới một chút rồi bác, để cho nó lên lại cái thân mới của giờ này. Quá xả bông luôn rồi cô. Ôi giờ nè, bông chùm 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 cho nó chuẩn bị ra nè cô. Cái này gọi là cái nụ chứ không phải cái bông nữa. Bông là cái này, hoa chiều tím của chém cho nó sát sát xuống, bây giờ nó gặm gặp quá rồi. Mấy cái hoa sim của mình nè, màu tím hoa sim nè. Rồi phía trước cưa được cái đống củi, cây mít thì cưa rồi, cây cọ thì cái đọt nó sụ luôn rồi, không nên thân rồi. Mới cưa bỏ cái đọt đó rồi. Đây là con mèo, dù nó là con chó. Đây là con gấu, dù nó là con chó. Đây là con pi, dù nó là con chó. Đây là con cò, dù nó là con chó. Này là con pi, con pi gây sự. Rồi với lại là con mực, mực tiếp lại tiếp lại. À, giấc này đi cô bác ơi, bữa nay cái mục đích của mình là đi giao hàng, rồi mỗi bữa đi nhận hàng, bữa nay đi giao hàng. Hồi nãy không có định đem cái này theo, tại vì cái này đút vô túi nó rườm rà quá, nhưng mà mình nghĩ không có đem cái này theo rồi đút cái máy quay vô túi là sợ nó nguy hiểm đi, thành ra dán đem theo nó lùm xùm, nhưng mà kệ đi cho nó an toàn. Mà mẹ và cho em khi mình không quay cái mình đút cái máy quay mình vô đó đó cô bác, để bảo vệ. Rồi thì ở đây là mình 1 2 3 4 5 6 7 8 bao dừa, 8 bao dừa với 1 bao củ hủ dừa, rồi để cho hai bà chị với một buồng chuối. Rồi nói chung là cái xuồng của mình nó cũng khẩm khẩm rồi đó nha, để cho cái tàu ghe đó nó chạy ngang cái đi, giấc này mình xuống cái nữa là nó khẩm nữa. Đây mấy đứa nhỏ nè, hồi xuống đây một đàn luôn, hình như cái vỏ đó người ta ngừng lại rồi cô bác ơi. Cái này người ta đang xả lúa ở ngoài đồng đó, thành ra vỏ ghe đồ nhiều lắm, ta xả. À, ta đi xả lúa và đi bắt cá rồi này kia đó, cái vỏ ra vỏ đi bắt cá rồi. Rồi chắc này đi nha, thì mình đem theo cái xe để kéo của cô. Bữa nay giao hàng hai chỗ nữa, giao mấy cái dừa nè. Đi đem theo mấy cái đồ lặt vặt qua bên ẩm thực miền Nam, hết chỗ ngồi luôn của không không còn chỗ ngồi luôn. Cô hủ dừa này là cho bà chị thứ ba và chị thứ năm. Ồ, cái này gọi là đặc sản rồi. Đặc sản cái này ăn thì nói chung cũng không có phải là quá ngon, nhưng mà nó cũng được, không đến nỗi quá dở. Rồi khóa xăng, trời ơi, cái máy của hổm không có khóa xăng đây luôn. Rồi chắc này giật chạy rồi cùng chuối sẽ cưng không. Này đốm để nó chín từ lưa rồi bỏ nữa. Quay dọc đường chơi thôi, có thấy cái cảnh mình chở đồ nè. Cái này gọi là khẩm mẹp á. Cái xuồng có chút xíu, xuồng có 4,5 m à. Mà chở đâu 8 bao, 8 bao dừa, mỗi bao 20 kg cô bác, 8 bao. Với cái xe, với cái hộp đồ, với cái máy, với mình. Rồi cái này là tận dụng hết những gì đó, cái khoảng trống của cái xuồng.
sợ ra ngoài kia là gặp tàu ghe lớn thôi cô á, rồi nó sóng đánh vô nó chìm xuồng thôi, còn tàu ghe nhỏ thì không sao. Cũng hơi chưa giết về nút cơ chở nó tẩm cái máy của mình nó chạy chậm á cô á. Quay chất lượng thấp á cô bác là phải di chuyển chậm, ví dụ như mình quơ chậm như nè, đó nó không bị giật hình. Còn chuyển chế độ cao á thì mình quơ nhanh chút xíu nó cũng không giật cô bác. Tại 60 khung hình rồi, một giây là nó tới 60 khung, còn bình thường á mà một giây nó có 30 khung rồi, thành ra là quơ nhanh là nó sẽ giật. Còn nếu như mình quay chất lượng cao một giây nó 60 khung á thì nó không có nổi giật, nó gấp đôi rồi. Đi chợ đi giao đồ này kia mặc cái quần có một phút gì nè nó quen rồi. Cỏ rác nè, mấy cái cỏ này ở trên mấy cái kinh nhỏ nhỏ người ta xả lúa, người ta tuôn ra cái kinh lớn này, rồi kinh lớn này ra cái sông lớn ở ngoài kia. Dướng lên luôn chị bán à. Ra ngoài xong, ra ngoài xong rồi đó cô bác ơi, rồi xong mà tắt máy luôn rồi cái gì đó lên ra lớn chút rồi ra cào luôn à, ra cào hến rồi đó, cào hến với cào ốc gạo rồi đó, cái ra cào này. Ghe nó nè, nắng quá chá màn hình mình không thấy rõ nữa. Ô bữa nay có hến về hay gì mà ta cào dữ rồi ta. Ô vô nước, ý là cái tàu nhỏ nhỏ mà còn vô nước rồi quá, tàu lớn lớn là chìm xuồng luôn. Chìm luôn đi. Ủa mà chìm cái bộ phim này mắc lại gì, cái máy của mình nó cũng chìm luôn, nó cũng ướt luôn là nó hư phim luôn. Ghe tàu nó chạy nè, để cho cái ghe nó qua để mình giao dừa ở đằng này. Sao có cái ghe nào đậu ở đó nữa ta, cái ghe đưa cây cái gì mà hôm nay mình giao dừa ở đây với giao dừa ở ngoài chợ. Sóng đánh nè, sóng đánh là mình phải ghìm cái mũi xuồng ngay cái hướng sóng đánh đó cô á, nếu không mà sóng nó đánh ngang bên hông á là nó chìm cái xuồng của mình đó. Đó phải ghìm cái mũi xuồng ngay cái hướng sóng vậy nè, để cho sóng nó tạt qua hai bên, cái sóng này mà đập ngang á là cái xuồng mình chìm liền, tại vì cái xuồng mình nó thấm quá con. Rồi cái giác này làm sao mà lên đây nè, kẹt cái máy chưa rồi. Mình kéo qua cái vỏ này sao vậy? Này máy chưa.
cưa cây, cưa gỗ. Anh cho em bước nhà cái vỏ này đem đầu lên cái nha. Cưa cây nữa thôi. Đem lên đây rồi đi vòng lên đây khoảng chừng 20 mét rồi này nữa rồi cô á. Rồi dắt này ngưng nha. Rồi cô bác ơi, xong 70 ký dừa. Còn mớ thì đem lại đằng chợ. Rồi dắt này về cô bác ơi, ở đây là bánh xèo. Cái xây đang vòng cô bác mình tham quan, bên đây là trang trí nội thất. Này là hướng vô số 10, khoảng 600-700 mét là tới số 10. Rồi. Chở xuống cái đường cống này, bữa nay kẹt có cái phà cưa cây á, chở xuống thu cái xe lại. Những cái phà cưa cây trên bờ xây cái nữa có tham quan cái chỗ mình đi nè. Hồi nãy mình giao lại cái chỗ bánh xèo, cái chỗ có cái bảng đó, cách đây khoảng chừng 20 mét thôi. Rồi dắt này chở xuống. Được cây, 7 cây. Chỗ đó người ta mua dừa để làm bánh xèo cơ. Ở đây là cái ghe cào hến, cào ốc luôn nè. Ốc gạo người ta cũng bắt mà hến người ta cũng bắt đó cô á. À, không biết bao nhiêu ngàn ký không biết. Ở chỗ mình ốc gạo cũng có lai gai, hến cũng có lai gai, con dẹm cũng có lai gai nữa. À, cô bắt vào cái kênh YouTube cô bác gõ xóm hến ở Vĩnh Trinh là mình có quay ở cái chỗ cái xóm người ta mà chuyên bắt hến đó cô bác. Cô bác lên YouTube gõ xóm hến ở Vĩnh Trinh phải Thuận Điền xe tê, hoặc là chỉ cần gõ xóm hến thôi, xóm hến phải Thuận Điền xe tê là ra. Rồi chắc là mình di chuyển tiếp tục ha, đi tới đâu quay cô bác coi tới đó, mà quay được nhiều quay cô bác, tại vừa làm vừa quay thì nó cũng hơi khó, tại vì không có cameraman, không có tiền mướn cameraman. Rồi vừa làm cameraman mà vừa làm hướng dẫn viên mà vừa làm cái diễn viên luôn. Rồi rồi lên chút á, rồi hết chạy luôn rồi. Ủa quên, mình đâu có thiếu xăng ta.
nghĩa là thiếu xăng thì mình mới cần kéo e, còn nó đủ xăng rồi thì mình không cần kéo e. Đi lâu thì thường mình khóa xăng lại, còn đi mau mau gì thì mình không có khóa cửa. Còn 1, 2, 3, 4 bao nữa, hồi nãy giao 4 bao rồi. Nãy 4 bao nãy, nhưng mà đáng lẽ 80 kg, nhưng mà có 70 kg thôi, tại ta lấy 70 kg. Rồi còn 10 kg thì mình dồn qua cái bao này thôi á, thành ra cái bao này là 30 kg nè, còn mấy bao này là 20 kg. Giữa đây khoảng 160 kg, không cả đó đó. Nhưng mà mấy cái này thì mình không có căng luôn á, mấy cái này thì còn dư lại, cái mình đưa qua ẩm thực miền Nam. Chứ mấy cảnh này chắc cô bác cũng đã quen hết rồi. Cái xuồng chở nặng thành ra là nó chạy không có nhanh được cô á. Cùng một mức ga, nhưng mà lúc cái xuồng nó nhẹ thì nó chạy khoảng chừng 30 km/h để giả sử. Nhưng mà khi nó tải nặng rồi nó chạy chừng 15 km/h, 20 km/h. Nó ghì cái xuồng lại, nó ghì xuống nước, cái bắt đầu nó ma sát nước nhiều hơn. Ghe cào này là người ta có một nhóm của bác, ví dụ như nhóm bữa nay mình thấy đâu cả 7-8 ghe đó, là người ta tập trung ở bữa nay làm ở khu vực này, mới làm khu vực kia, họ đi chung chung với nhau của bác để có gì giúp đỡ với nhau. Thường người ta đi xa là đi có nguyên nhóm gì đó của bác, để lỡ gặp trục trặc là bị cự nữ hoặc là bị xích mích này kia thì còn binh vực nhau được, đi xứ lạ là cái gì đó. Trước cô bác chịu khó nha, biết về nấu cơm nữa. Chui vô bên trong cái xuồng đó để đem đồ lên cho nó dễ. Ở đây có 2-3 bến rồi cô, ở đây 2 bến với đằng kia bến nó là 3 bến, với xích đằng kia bến nó là 4 bến luôn, 4 bến vậy. Chịu khó nha, vừa lái vừa quay này kia rồi tùm lum chân, thành ra mình quay nó không có được tử tế. Dù chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi đó. Rồi mình buộc dây cái đã rồi chuyền đồ lên. Mình thích đi cái buổi trưa trưa gì nè, khoảng 10 giờ 11 giờ để cho bớt khách đó cô á. Bớt khách đi chợ đó, mình kéo xe rồi nhiều khi nó cũng đỡ đụng chạm người ta. Đi đỡ cản đường rồi ta chứ cũng dễ dàng hơn. Cuộc thêm cái nó đi cho an toàn bà mẹ và trẻ em nha, để hồi xuống cái xuồng tôi mất tiêu. Chứ ở đây thì ban ngày thì chắc không có trộm cắp gì đâu, mà để an toàn đi. Đến hồi ôm cái khúc chuối lội về kỳ lắm rồi.
Đây. Ở trên, trên chợ dốc này vắng rồi của u. Tăng 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 tèn, mình sẽ kéo lên đằng ẩm thực miền Nam đó bạn. Quay đường đi chơi thôi, còn cái chợ thì mình cũng không tiện quay nữa, để mình đi nhanh nhanh viết về cơm nước rồi buôn bán tảo tần nuôi cho 8 đứa con. Ủa quên, để tắt máy đi cô bác ơi, rồi mình mới xách đồ lên rồi ngưng nha cô bác, hồi trở về quay tiếp nữa. Rồi cô bác ơi, chắc này rồi trở về quê hương mua bao gạo ăn chắc được khoảng 15-20 ngày vậy đó, tại nhà mình đông người mà. Thính đầu người ra là coi 8-10 người lẫn cô bác, nhà 10 người. Trở về nha, đút cái vỏ này vô túi. Rồi. Cái củ hủ này để cho chị Năm, nãy cho chị Ba một củ rồi. Cho chị Ba củ hủ bự hơn, tại nhà chị Ba đông người hơn, chị Năm củ nhỏ hơn. Mới cưa đó mà ra ngoài nắng chút xíu là nó đỏ đỏ rồi đó, thành ra là mình gốc là gốc chừa hơi nhiều chút xíu, để chừng nữa mình gốc lại trong để cho nó đẹp. Rồi này trở về đi, đây chị Ba với bé Trinh có cho ông cụ nhà mình con cá cho ông cụ, rồi mình thì mua bao gạo. Rồi giấc này rút về. Đây là cái lò rèn bảy thưa. Nó chơi cho lò rèn bảy thưa thì tuốt ở cái chi tôm nè. Ồ trời đẹp quá ha, trời trong xanh. Đây bị tàu cả cái gì nó sẹp lép. Quá gác. Gác đầy chứ không. Cái gì người ta cũng dục dưới sông rồi, nên thành ra cái sông giống như cái bãi rác di động rồi. Nước nó chảy tới chảy lùi, nó trồi tới trồi lùi. Cái này ta thả lưới nè, rồi thả lưới đó, thả lưới nào biết lưới dày hay lưới thưa. Lưới thưa là mấy cái lưới khoảng 4 phân 5 phân để bắt cá mà dinh đồ này kia đó, còn cái lưới dày là mấy cái lưới như 1 phân rưỡi 2 phân 2 phân rưỡi 3 phân nữa để bắt cá linh nữa cô. Đây là con chú ông cũng đang thả lưới nè. Ôi có cá kìa, dính cá luôn. Dắt mình chạy ngang hết dính. Ở trước là bên đò số 10 đó. Giấc này tới cái giờ ngủ trưa luôn rồi mà chưa có về nấu cơm. Như bình thường giấc này về cái bắt đầu cái ăn dội một chén cơm cái ngủ được rồi không có. Nhưng mà cái giấc này mình về là còn phải nấu cơm cho con ăn. Cho con ăn rồi xong rồi dọn dẹp rồi rửa gáy này kia rồi mới nằm ngủ được thì cũng tới tối hù rồi.
ven sông, có gió là hơi ồn nữa quá, gió thổi là gai đó, gió này gió gió nhớ thương ai mà lấy bờ lá để biển kêu con được lớn trồng đất quê ta xanh xanh màu lá. Ồ, bữa nay cá xuống hay gì mà người ta thả lưới dằng lưới nhóc trơn là ở đằng trước là có rồi mà thôi. Rồi chúng ta ráng bò bò lên kia đi, còn khoảng chừng 200 mét nữa. Cô bác coi dằng lưới á, là cô bác lên YouTube gõ mùa cá ra sông, mùa cá ra sông phải Thuận Điền CT, mùa cá ra sông cô bác, là mình có quay người ta thả lưới ở dưới sông này nè. Lên YouTube gõ mùa cá ra sông phải Thuận Điền CT. Cái này thả lưới bắt cá mà. Cái này mới thả rồi cô bác, còn cái chỗ hồi nãy mình căng dừa nè. Đại ngang lưới ta mình dỡ máy lên, cái đó là lịch sự. Cái thứ hai nữa là mình khỏi chém vô mấy cái phao đồ của người ta, cái phao lưới đó, nó hư phao lưới của người ta. Cái này người ta nuôi cá nè, mấy cái bầu nuôi cá nè. Ô cái cà này trong mướp nè, quá ơi đã không. Nhiều khi trái mướp mình ra ngoài chợ mua trái mướp chừng 1.000-2.000 à, thật sự nó không có đáng bao nhiêu, nhưng mà nếu như mình mà trồng được có cô bác, mình tự mình hái vô ăn thì cái cảm giác nó rất là khác. Nó không phải là mình tiết kiệm 1-2.000, nhưng mà cái cảm giác mà tự mình làm ra một cái gì đó để mà mình sử dụng đó cô bác, nó thích thú lắm. Ví dụ như mình chế này chế kia, ví dụ như chiếc xe nào mình mua về 200.000 cô bác, nhưng mình chế lại cái cặp bánh khác, rồi chế thêm cái sườn khác này kia rồi, cái bây giờ mình xài cái rất là ưng ý luôn. Cái khi nào mình cầm lên chiếc xe mình xài á, có cái xe kéo này nè, cái mình rất là thích thú, tại vì mình đã chế nó thành công và mình sử dụng được nó rất là hiệu quả. Nó khác với cái việc mà mình mua một chiếc xe thì rất là hoàn chỉnh nha, cái về mình kéo có thể là nó xịn, nó mất tiền đó, nhưng mà nó không đã bằng chiếc xe tự mình chế rồi mình xài nó vừa ý, nó thích thú hơn. Một chiếc xe mình mua vừa ý và một chiếc xe tự chế vừa ý thì chiếc xe tự chế vừa ý thì nó sẽ thích hơn nhiều. Rồi nhắc này qua bên sông nha, cái nhà của mình nó từ đằng này đó, nhà đằng này, còn nhà bà chị mình thì ở đây, mình ghé nhà bà chị cho cái măng đó. Ủa lộn, cho cô hủ dừa. Cô dừa thì cũng giống như măng, nhưng mà cái này của dừa, còn cái kia là của cây tre. Rồi ghé đây cái ngàn cửa. Nghe đây cái cài. Rồi ngưng cái nha. Rồi chắc này rút đi. Chị Năm là cái tiệm tạp hóa ở đây. Mười bánh cũng tiệm tạp hóa, tạp hóa bên chợ, còn này tạp hóa bên nông thôn. Rồi dắt này rút. Nhích lên đây chút xíu là tới cái nhà dưới này của mình. Chắc là mình trở lên cái nhà trên. Bấy lâu nay mà khách đến nhà, vợ thời không có mà chợ thời xa, ao sâu nước cả mà không nên chài cá, vườn rộng rào thưa mà không có nuôi gà, đầu trò tiếp khách mà trà thì không có. Vì bạn đến chơi đây ta với ta có nghĩa ngồi nói chuyện không, không có đãi cái gì hết trơn. Cái gì cũng đủ cớ hết trơn. Để về quê mình còn cưa một số dừa đó, có cưa cho nó dọn gọn ghẻ này kia rồi, dọn mấy cái vườn chuối này kia rồi đó.
nói chung là quy hoạch cho đẹp trai đẹp gái rồi, trồng thêm một số cây nữa cho có cây này cây kia chơi, trồng cái kiểu mà lặt vặt cho có này kia cho nó vui á cô bác, chứ không phải là mình trồng cái kiểu giống như là làm kinh tế. Làm kinh tế người ta làm phải giỏi, phải cực, phải có kỹ thuật này kia, còn là mình trồng cái dạng mà chơi vui thôi, cho có cây ăn trái cây này cây kia rồi đó. Còn trồng cái kiểu kinh tế, trồng có quy hoạch đó, có nghĩa là ví dụ như cái vườn mình tròn trồng là cam không hoặc là quýt không giả sử gì đó, cái đó gọi là quy hoạch, có quy hoạch để mà trồng có kinh tế. Còn này đó thì mình trồng cái giờ cây chơi chơi thôi, tại vì nó thật ra ăn tàu hũ thì cũng không có xài nhiêu tiền của bác ơi, thì mình dư chủ yếu mua đồ chơi không chứ cũng đâu có ăn uống gì nhiêu. Cái này là người ta xịt nè cô á, người ta xịt để cho nó xẹp xuống bằng lục bình. Cái đường kinh là kinh lớn cô á, cái xa xa có những cái kinh ta xẻ vô, tẻ vô vậy nè. Cách khoảng 700-800 mét có cái kinh tẻ vô, tẻ qua trái hoặc là tẻ qua phải. Còn cái kinh là giống như cái xương sống vậy đó, xa xa có cái xương sườn đâm qua. Thì lục bình là từ những cái xương sườn nè cô á, nó nhỏ á. Rồi bây giờ người ta làm ruộng á, cái bắt đầu người ta xô mấy cái lục bình ra hoặc là ta xịt thuốc rồi á, thành ra nó trôi ra cái kinh lớn này. Ở đây thì nước cỡ này cũng cạn rồi quá. Đó, ta đi ruộng về đó. Người ta đậu bên này, ta đậu bên này. Nhìn nhiều máu này. Đây là cào ốc cào hến như nè. Một hai sao có 4 đứa con à, 5 đứa con, 8 đứa con, sao có 5 đứa con à. Ở nhà có ai bắt cóc nít không ta, có má mì bắt cóc nít không, sao còn có 4 đứa con à, 1 2 5 đứa con. Con cò chắc kẹt trong nhà, con cò với con đốm, còn hai con nữa với con mèo, con mèo thì ở trong nhà rồi. Nó kìa lọt xong nữa nè con, lọt xong nữa nè, cái nhà mình bữa nay trống trống rồi đó nha. Để lên nè con. Rồi. Móc cái xuồng, khóa xuồng lại, bảo vệ an toàn bà mẹ và trẻ em. Một tay tội nghiệp quá, không làm ăn gì được, khó quá. Rồi mới khóa lại. Cái này là để lau lau cái máy của mình. Chắc này có quay phim cái giả bộ lau lau, bình thường có lau đó. Cái nhiều khi làm màu làm mè có bác ơi, cái nhiều khi cái quay phim mà cái làm cho nó lố là. Bình thường thì không có gì nha, làm cho nó lố lên giả bộ yêu thương rồi nó vô, bình thường bạc đãi. Này mấy con chim nó hết hót mà nó đi đâu hết mất tiêu rồi, sáng nó hót gì đâu mà ôm sầm hết. Khóa số nha, lắc lắc qua tùm lum gì rồi có thằng chìa chứ rồi khóa. Cái này là con cá của chị ba cho, chiếc bánh mình mua. Đem cái xe lên, rồi cái bao gạo đem lên sau, chặt máy quay à.
về tới quê hương. Mày nói rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi. Cái anh kia sao chạy lên trơn rồi, thấy sách lùm xịt, nhiều khi nó cũng sợ nữa, biểu ta. Sao hết mừng rồi, chạy lên con, chạy lên. Cưa được cái đống củi là mấy cái vỏ cây nào có mấy vỏ cây này mình gỡ ra cho nó đẹp, nó lù xù quá cái mình gỡ mấy cái vỏ cây, tới cuối cùng mình ra được đống củi. Bữa nay cái máy này zoom được nè, zoom lên câu ông của con hết hồn. Ô ông thấy chưa ta, thấy chưa ta, để mình nhích nhích tới chút xíu nữa coi nó đánh có bỏ mạng luôn. Cái gì chứ nó không đánh được luôn, tình thương mến thương gì đó. Rồi đi lên. Nó dòm, dòm hết con, dòm hết con, kẹt hết trơn rồi. Ủa, trong chải ha, nhưng mà mé quá thì cái nhà mình nó nắng quá, đợi vài bữa để cho nó ra lá lại. Rồi vô. Kéo luôn. Dẹp được, gọn gọn được một chút rồi đó. Nó đi trước nè. Bữa nay nhìn chỗ được cái nhà bên kia luôn đó nha. Chạy hơn như một đàn. Nhìn chỗ cái vườn bên kia rồi, có trống trống rồi nè. Để mình zoom lên có xem nha. Chỗ rồi, cái giường bên kia luôn, bình thường thì mình coi đâu có chỗ rồi được. Nay thì nó chỗ phải trống lỏng rồi. Đáng lẽ mình không có cưa cho nó thưa đến mức độ đó của, nhưng mà mình định rồi, dừa ở đây quá nhiều rồi, thành ra mình để lưa thưa. Nó càng thưa thì trái nó càng dữ của. Nhưng mà mình cưa vậy là nó hơi thưa, hút thưa luôn rồi. Nhưng mà để mình trồng thêm một số cây này kia. Đợt trước có trồng cây vú sữa hoàng kim ở đây mà nó chết rồi cô bác ơi, không biết sao, không hiểu được, cũng tứ lai gai mà nó chết. Dừa trái dữ dằn luôn. Dừa lửa đó người ta dặn đó, có buồn khô nữa kìa, chọc giết cô bác ơi. Tại vì nó rụng xuống rồi, nó lộn xộn thì mình sẽ không có biết được là cái trái nào, mà dừa giống của người ta thì phải làm đâu ra đó. Có nghĩa người ta đặt cây dừa đó mà chừng nữa mình vớt tầm bậy cái chừng nữa nó ra cây dừa khác không biết ăn nói hay sao. Thành ra mình chọc trước khi nó rụng để nó rụng xuống đây rồi, cũng như dừa thường rồi đó. Mình chọc rồi để mình thấy nó rõ ràng cái bắt đầu cái mình đem vô đây cho người ta. Ở đây cũng được mấy chục trái rồi nè. Cái này khô lai gai, cái này trời nắng khô. Còn mấy trái mít nghệ này không nên thân rồi. Thôi dắt này đi vô. Bị nấu cơm bên ngoài đi con. Bữa nay mình đang xuất cái phần chính, bữa nay tới chùa ông chính rồi. Trời ơi, 12 giờ rưỡi luôn rồi con. Trời ơi, ai cho cái gì nữa nè, sao mà ngày nào cũng cho chúng ta thịt vịt, cháo vịt. Rồi, đồ mặn khỏi nấu nên nấu đồ chay thôi. Còn cái phim còn cháy đèn, có nghĩa là phim chưa xuất xong, chừng nào phim xuất xong là tự động máy tính nó tắt rồi. Rồi vậy là phim của mình tới đây là kết thúc. Rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây, rồi bữa nay dẫn cô bác đi vòng vòng chơi. Rồi nhân vô bác ơi.